Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn bên mình sẽ làm một cái clip giải thích cho các bạn để hiểu rõ về cái dung lượng pin của các cái dòng xe. Thì hiện tại là dung lượng pin của các dòng xe này thì các hãng là nó làm rất là nhiều dung lượng ha. Thì mà thường mà cái dung lượng mà to nhất hiện tại là cái dòng xe trợ lực điện Genbu M10 này. Thì hôm nay mình làm một cái clip để giải đáp thắc mắc của các bạn là cái dung lượng mà nó có chính xác theo cái bên shop mình hay giới thiệu không. Thì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem là giải thích cho các bạn luôn để nắm rõ được cái thông tin và cái dung lượng pin ha. Thì đây là cái khối pin lithium 48V mà bên mình vừa mới lấy từ trong cái chiếc Genbu M10 nè. Thì cái chiếc xe này thì hiện tại là rất nhiều các anh em thắc mắc với mình á, là sao hay gọi điện hỏi mình là nói sao cái dòng xe này nó có nhiều cái dung lượng quá. Có khi là 20, có khi 15, có khi 23, có khi 26. Thì hôm nay mình làm một cái clip để mình làm giới thiệu cho các bạn ha. Thì trên tay của mình nè, đang là một cái cục pin cực kỳ to luôn. Mình vừa mới lấy từ trong cái xe ra luôn để chứng minh cho các bạn xem là coi cái dung lượng pin này ha. Thì để mình zoom lại cho các bạn xem thì các bạn có thể thấy ha. Cái cục pin này á, là nó hiển thị là 48V nè, 1248 kWh nè, số này số 26 nè. Thì cái dòng xe này hiện tại trên thị trường á, là bây giờ là có rất nhiều cái nguồn nhập cung cấp, nó có đủ thứ các dung lượng giống như là từ 20, 15, 23 thì đủ thứ. Nhưng mà thường á, là shop mình khi mà nhập những cái dòng xe này về là đa phần á, là mình cái tiêu chí bên shop mình là thường là dung lượng cao. Thì mình nói cho các hãng á, update theo cái phiên bản mà tiêu chuẩn mà cho shop mình á, là sẽ nhập cái dòng 26A thôi, chứ không có nhập những cái dòng mà giống như là 20, 23. Thì vì bây giờ là rất nhiều các đơn vị là họ nhập tùm lum, mình cũng không nắm rõ được. Nhưng mà riêng bên shop mình là chỉ có nhập dòng 48V 26A. Thì để cho các bạn mà biết được nó có đúng là theo cái thông số không, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn ha. Thì để biết được cái cục pin này nó có đúng chính xác là nó đúng cái dung lượng không, thì các bạn có thể là đầu tiên các bạn dùng cái số 48 này nè, các bạn nhân cho 26 thì nó sẽ ra được cái kilowatt trên giờ. Hoặc thứ hai là các bạn mà muốn kiểm tra được coi nó đúng cái dung lượng mà của cái cục pin này không á, thì các bạn sẽ dùng cái số 1248 này nè, các bạn chia cho 48 thì nó sẽ ra được cái dung lượng tổng của nó là bao nhiêu Ah ha. Thì cái cục này á, các bạn thấy ha, nó rất là to ha. Vì thường á, là bên mình đem ra ngoài cho các bạn có thể xem được thực tế luôn, là cho các bạn có thể là tin tưởng lựa chọn cái mẫu xe này là đúng cái dung lượng của nó nha. Tại vì thường á, là các chỗ thì họ cứ nói đủ thứ á, làm cho các khách hàng người ta loạn lên luôn, không có biết là cái dung lượng thật của cái cục pin này bao nhiêu. Và hôm nay mình sẽ cưng ký lên cho các bạn xem coi là cái dung lượng cái cục to 26Ah này nè, của pin lithium Genbu M10 này nè, coi là nó nặng bao nhiêu ký cho các bạn xem ha. Đây mình đứng qua đây mà mình nói ha. Thì các bạn có thể thấy ha, cái cục pin rất là to này, nó đạt trọng lượng lên tới là gần 5,8 kg, là gần 6 kg luôn ha, rất là nặng luôn á. Tại vì cái khối pin này nó quá to, nó tới 26A được luôn. Thì nên nó cái số ký nó mới nhiều nè. Là các bạn thấy là cái cục pin này các bạn thấy nó rất là dài ha, và nó nặng nữa. Thì nặng như vậy là nó chứng tỏ là cái cục pin này nè nó rất là nhiều, thì nó mới ra cái số ký mà to như vậy. Và mình cũng có thêm nhiều cái cho các bạn xem thêm nữa, là các dòng pin luôn. Shop mình có rất nhiều các dòng pin cho các bạn tham khảo luôn, giống như cục Genbu M10 này nó 26 ha, mình có cục 20 luôn, mình có cục của chiếc xe Busta này luôn. Chiếc Busta này cũng dòng mới, nhưng mà nó chỉ có sở hữu là được có cái cục pin là 20Ah thôi. Cho các bạn xem coi cái cục pin 20Ah với cái cục 26Ah á,
cái cân nặng của nó bao nhiêu. Đây mình đặt lên cho các bạn xem luôn. Đó các bạn có thể thấy đó, cái cục pin mà 20A luôn, các bạn thấy nó có khoảng tầm là 4 kg, chưa tới 5 kg nữa, mà cục này là nó tới gần 6 kg luôn. Thì các bạn thấy là nó chênh lệch nhau cũng khá là nhiều ha. Mà cục này là cục 20A đó. Đó, để cho các khách hàng á, có thể là tin tưởng và lựa chọn là đúng cái dung lượng mà shop mình nhập hàng về, sản phẩm thật luôn. Đây mình quay cho các bạn xem luôn. Cục này là cục 20 ha, 20A ha. Đó, cho các bạn xem được cái dung lượng của nó luôn. Thì nó, các bạn có thể thấy nè, cái dung lượng mà 20A mà khi các bạn ra cái sức, cái kilowatt trên giờ nó chỉ có 960 kilowatt trên giờ thôi, là theo cái chuẩn của 20. Và tiếp đến là có một cục nữa giới thiệu các bạn luôn. Đa phần là các dòng xe điện á, thì nó có cái cục trung bình, đó là cục 10A nè. À, mình quay cho các bạn xem là cục 48V 10A nè, là cơ bản á. Rồi mình đặt lên mình quay cho các bạn xem nè, coi nó nhiêu ký. Đó các bạn có thể thấy ha, nó nhẹ bỏng à. Đó, nó có tầm có 2 kg mấy à. Đó, rất là nhẹ luôn, mà cục này là cục 10A nha. Đó là các bạn có thể là so sánh được từ từ cục 26 nè, cục 20 nè. Rồi có một cục nữa của chiếc NQ B26. Đây mình lấy ra cho mình, cho các bạn xem luôn. Tại vì hôm nay là có đủ các dòng cho các bạn dễ hình dung được luôn. Đây quay cho các bạn luôn, cục này 13A nè. Đó mình quay rõ cho các bạn xem luôn. À, cục 13A ha. Rồi mình giờ mình đặt lên cho các bạn xem nè. Đó các bạn có thể thấy ha, cục 13A mà khi mà các bạn đặt lên cân á thì nó khoảng tầm là 2 kg mấy luôn, nó nặng hơn cái thằng 10A nữa. Đó là các bạn có thể là so sánh các cái dòng pin, các cái dòng pin dung lượng với nhau ha. Thì để cho các bạn có thể là lựa chọn, tin tưởng là lựa chọn một cái mẫu xe mà nó đúng theo cái dung lượng mà các bạn lựa chọn ha. Đó thì hiện tại là trên thị trường á, thì chỉ có cái dòng pin của chiếc xe Genbu M10 là nó là to nhất, bự nhất và cân nặng là nặng nhất trong các khối luôn. Và mình để lại cho các bạn xem là cái cân nặng này. Thì hiện tại á, cái dòng xe mà Genbu M10 này á, thì nó có rất là nhiều thị trường. Thì nó cung cấp cho các cái dòng xe này là đủ các dung lượng hết. Nhưng mà riêng bên shop mình chỉ làm việc tới với nhà máy ở cái đơn vị này. Thì cung họ, mình nhờ họ là cung cấp cho bên shop mình là cái dòng 26AH này, để cho các khách hàng có thể là đi dài hơn, thoải mái hơn và không có lo mà hết pin giữa đường. Thì bên shop mình là cung cấp cái dòng Genbu M10 này với cái khối pin là 48V 26AH ha. Với cái kilowatt trên giờ là 1248W ha. Thì đây là cái cục pin chính hãng của nó. Thì để cho các bạn là có thể là tự tin và yên tâm lựa chọn cái mẫu xe này là đúng theo cái nhà máy người ta đặt ra và shop mình giới thiệu nha. Thì bây giờ mình sẽ ướm thử cho các bạn xem là cái cục pin lithium mà 48V này nó nằm trên đây nè. Cái cục này á, mà khi mà các bạn mà bỏ vô là các bạn thấy là nó vừa khích với cái khung sườn luôn. Là nó còn một cái chỗ có tí xíu nữa là để cho cái cục IC thôi. Chứ hoàn toàn là cục pin nè, nó trải dài từ ngay cái khung này nè. Nó kéo hẳn xuống dưới đây luôn. Nó chỉ còn một chỗ là để các bạn để cái IC thôi. Thì đây là cái cục pin siêu to nha. Siêu to luôn. Thì mình làm cái clip này để giải thích cho các bạn là có thể là tự tin và lựa chọn cái mẫu xe Genbu M10 này với đúng cái phiên bản pin tiêu chuẩn của nhà máy ha. Thì nếu các bạn mà thấy video mình của shop mình hay á, thì các bạn nhớ ấn nút thích và nút chia sẻ giúp shop mình ha. Và nhớ ấn cái nút chuông kế bên để luôn cập nhật những video mà shop mình sẽ cập nhật trong thời gian tới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review sau.